Xin chào các em. Hôm nay chúng ta sẽ học một phần ngữ pháp mới. Phần ngữ pháp đấy là ngữ pháp gì? Chúng ta thử xem một câu này. Xem nó là loại gì nhé. Social distancing is one of the best measures against coronavirus. Có bốn đáp án thì bốn đáp án này đều liên quan đến một từ gốc là từ protect. Ở ý BCD thì có những cái duration, dative và duatively thì đây là loại ngữ pháp gì? Và ví dụ với câu thứ hai, many 12th graders find it hard to what university to apply to. Thì ở cái câu ví dụ thứ hai này thì bốn đáp án nó cũng giống như câu thứ nhất, đó là nó liên quan đến một từ gốc, đó là từ decide. Thế thì chúng ta sẽ chọn cái phương án nào? Và đây là loại bài tập ngữ pháp gì? Bước đầu tiên với bài này chúng ta sẽ phải làm đó là xác định loại từ cần điền. Và vậy bài này là bài loại từ từ loại. Xác định loại từ cần điền thì có những cái loại từ là danh từ, động từ, tính từ, trạng từ. Vậy thì với mỗi một chỗ trống này thì làm sao để mình biết được là cái chỗ cần điền là danh từ, động từ hay tính từ hay trạng từ? Với một số bạn thì cũng biết qua rồi. Nhưng mà có lẽ chúng ta vẫn chưa nắm được đủ, nắm được nhiều. Cô sẽ cung cấp bài này để các em thêm thông tin. Và bước thứ hai với loại bài tập này đó là loại mình sẽ phải chọn cái loại từ thích hợp để điền vào chỗ trống. Ví dụ mình xác định được một chỗ trống đấy là danh từ thì chọn trong bốn đáp án đâu là danh từ. Đấy, thì mình phải cần nhận biết được cái từ loại đấy. Cái bài hôm nay chúng ta sẽ học về word form, từ loại. Cái câu ví dụ này mình sẽ được giải quyết nó ở phía sau bài này nhé. Nhưng mà chú ý với các em là cái câu ví dụ thứ hai ấy là được lấy ra từ cái đề minh họa ôn thi trung học phổ thông quốc gia đấy. Chúng ta sẽ xem cái thể loại như thế này và xem cái mức độ của nó để mà biết được học nhé. Thì với bài này đầu tiên là chúng ta sẽ phải xác định cái loại từ cần điền là danh từ, động từ hay tính từ hay trạng từ. Đấy. Chúng ta cùng vào tìm hiểu cái phần đầu tiên. Thì để biết được là đâu là danh, động, tính, trạng thì có một số những cái rất phổ biến như thế này. Ví dụ như với danh từ thì làm sao sao để mình biết được là cái chỗ trống cần điền là danh từ? Rất dễ thôi. Đó là phần lớn chúng ta sẽ thấy danh từ thì nó sẽ đứng sau những cái mạo từ như là a and the là mạo từ này, hoặc là những đại từ chỉ định this, that, these, there, those, vân vân. Rồi những cái my, there này thì gọi nó là tính từ sở hữu, hoặc là last, sở hữu cách đấy, thì đằng sau sẽ là danh từ. Rồi some, or, a lot of, rồi là những cái này được gọi là lượng từ, hoặc là one, two, những cái số đếm thì sau nó sẽ là danh từ. Đôi khi thì có sau danh từ, sau những cái giới từ in, on, of, vân vân thì mình cũng có thể dùng danh từ. Đấy là cái nhận ra dễ nhất. Thì ngoài ra đằng sau những cái từ cô vừa nói này nó cũng có thể là một cụm danh từ. Nếu mà là một cụm danh từ thì là nó có thể là có tính từ ở phía trước. Nhiệm vụ của nó là bổ nghĩa cho cái danh từ đứng bên cạnh, đứng đằng sau nó. Ví dụ, tôi gặp một cô gái, I met a girl, thì câu bình thường rồi. Girl là một danh từ, đứng sau mạo từ a. Đấy. Nhưng mà mình cũng có thể có một cái cụm danh từ, giờ tôi muốn nhấn mạnh là cô gái xinh, một cô gái xinh đẹp, thì tôi sẽ dùng thêm tính từ beautiful. Và beautiful đấy sẽ được đặt trước girl. Đấy. Thì mình sẽ được một cụm danh từ đó là beautiful girl. Và trước cụm danh từ đấy là một mạo từ a. Beautiful bổ nghĩa cho girl, cô gái như thế nào? Cô gái xinh đẹp. Ví dụ thứ hai, rất nhiều người đã đến đây. Đấy. Thì a lot of people have come here. Nhưng bây giờ tôi muốn nhấn mạnh hơn là những người như thế nào? Ví dụ như những người nghèo chẳng hạn. Rất nhiều người nghèo đã đến đây. Thì cái từ nghèo, từ poor ấy, mình sẽ là nó là một tính từ mình sẽ đặt ở đâu? Nó sẽ được đặt ở trước danh từ, đúng không? Đặt ở cái vị trí này. Nên từ từ sẽ có câu là
lot of poor people have come here. Đấy, thì chúng ta nhớ cái vị trí của danh từ với tính từ trong một cái cụm danh từ. Tính từ đặt trước, danh từ đặt sau, và nó đặt sau những cái từ như thế này. Đấy, poor bổ nghĩa cho people. Tiếp cái phổ biến thứ hai là danh từ cũng có thể đứng sau một động từ. Và ở cái vị trí này thì chúng ta nhớ là trong cái câu ngoại động từ ấy, thì cái danh từ này nó có vai trò làm tân ngữ. Chúng ta hay dùng nguyên tắc là or object ấy. Đấy, thì vị trí đấy nó là danh từ. Câu rất là đơn giản, có ba từ này thôi. I bought clothes. Thì chúng ta xác định được là từ bought là động từ. Vậy thì sau động từ này là ngoại động từ đúng không? Tôi mua mua cái gì đó thì đằng sau cái động từ bought phải có danh từ. Danh từ đây là từ clothes. Trường hợp tiếp mà chúng ta cũng hay gặp đó là trường hợp trạng từ. Adverb đây, adverb. Vậy adverb sẽ đứng như thế nào? Vừa rồi chúng ta có tính từ thì bổ nghĩa cho danh từ. Thế nhưng mà bây giờ trạng từ thì lại phải bổ nghĩa cho cái động từ đứng bên cạnh nó. Cái trạng từ này nó có thể đứng ở đằng sau động từ, có thể đứng đằng trước động từ, nhưng cũng có lúc nó đứng cuối câu hoặc có lúc lại đứng đầu câu. Đấy, trạng từ bổ nghĩa cho động từ. Ví dụ một câu bình thường là anh ta chơi guitar, he plays the guitar. Nhưng bây giờ tôi muốn nhấn mạnh là rất hay chẳng hạn, thì cái từ hay, từ beautifully, mình sẽ đặt nó ở đâu? Đặt nó ở cuối câu. Trong trường hợp này mình thường đặt ở cuối câu. Và từ beautifully nó là trạng từ bổ nghĩa cho từ place. Ví dụ tiếp. Cô ấy lắng nghe cô giáo. She listened to the teacher. Nhưng tôi muốn nhấn mạnh thêm là lắng nghe như thế nào? Lắng nghe một cách chăm chú ấy. Thì cái từ chăm chú, một cách chăm chú nó sẽ phải là một trạng từ. Bởi vì bây giờ chúng ta đang dùng gì? Động từ. Thì phải có trạng từ bổ nghĩa cho động từ. Chăm chú là từ cẩn thận ấy, thì là từ careful. Và với vai trò nó ở đây nó là phải là trạng từ để bổ nghĩa cho động từ. Cho nên nó phải là carefully chứ không phải careful. Chúng ta hiểu chưa? Và một cái chú ý đó là với những cái động từ to be hoặc những cái động từ liên kết seem, appear, feel, taste, look, keep, get, cái này chúng ta nên ghi thêm vào để học. Với những cái động từ này thì đằng sau nó mình sẽ dùng với tính từ nhá. Đấy. Chúng ta xem vị trí ở bên trên này. Động từ thì phải đi với trạng từ của bổ nghĩa cho nó đúng không? Nhưng mà với những cái động từ đặc biệt này, những động từ liên kết hoặc động từ to be thì nó lại đi cùng với tính từ ở phía sau. Đấy, nhìn ví dụ đây. I felt very embarrassed then. Đấy, khi đó tôi cảm thấy rất là lúng túng đúng không? Thì vì cái động từ ở câu này là động từ felt. Cho nên nó là một trong những động từ liên kết. Đấy, feel felt. Thì nó phải đi với tính từ embarrassed chứ không có đuôi ly đâu nhé. Hoặc là chúng ta có thể tưởng tượng cái từ felt này thay bằng từ is, từ was thì nó đi với tính từ mà. Câu ở dưới là she looks beautiful. Ta nghĩ rất đơn giản là she is beautiful. Chắc chắn là beautiful sẽ là tính từ. Vì nếu ở đây tôi để is thì beautiful là tính từ. Và kể cả từ look thì cũng giống như từ động từ to be thôi, nó là một động từ liên kết. Thì đi theo sau nó là một tính từ đấy, chứ không phải trạng từ như câu trên này đâu. Chúng ta chú ý với những trường hợp động từ liên kết và động từ to be. Đấy, đây là những cái khá là cơ bản của cái phần loại từ. Và sau đây cô sẽ đi thêm chi tiết hơn một chút về các loại từ hay dùng của các loại từ nữa. Những cái này cô sẽ nói qua qua thôi. Bởi vì vừa rồi là chúng ta đã tổng hợp gần như hết rồi. Đấy, phần danh từ thì nó được đặt làm chủ ngữ trong câu. Ví dụ, must is the subject I like best. Thì must là danh từ. Đứng sau các mạo từ under vừa nói rồi nhá. Và nó có thể có tính từ đứng trước danh từ đấy. Đấy, she is a helpful student. Sau các cái tính từ sở hữu hoặc là sở hữu cách thì cô cũng nói ở vừa rồi rồi. Ta xem thêm ví dụ, cô có link kèm thêm cả
tài liệu lý thuyết bằng file Word hoặc file PDF. Rồi làm tân ngữ thì cũng có ví dụ vừa rồi rồi, about, close. Sau những cái từ khác, ví dụ như là enough, enough là đủ. Thì chúng ta có thể dùng là đủ cái gì đấy. Thì danh từ sẽ đứng sau enough này. Ví dụ cái câu I didn't have enough money. I didn't have enough money to buy that car. Đấy, tôi không có đủ tiền. Thế đấy, chúng ta thấy từ money là danh từ. Danh từ đứng sau enough. Và những cái từ khác có thể sang danh từ đứng sau nó như this, that, these, those, vân vân. Thì những cái từ này chúng ta gọi là đại từ chỉ định. Hoặc là số đếm. Số đếm thì là 1, 2, 3, 4 đấy. Lượng từ là một vài, một ít, rồi rất nhiều, rồi tất cả đấy. Some, any, a few, a little, many, a lot of. Thì tất cả sau những cái này đều phải là danh từ, một cụm danh từ. Sau giới từ, câu ví dụ cuối cùng này. Đặc biệt là cái từ of này là nói cái gì đó của cái gì đó thì thường là trước là danh từ và sau cũng là một danh từ. Cũng có thể sau nó là verb link. Nhưng trong trường hợp này là trước danh từ, sau danh từ, giữa. Tiếp giữa là từ of. Với động từ. Với động từ thì cái vị trí của nó như thế nào thì rất dễ thôi. Động từ chúng ta có thể nhận thấy một cách dễ dàng. Đó là nó sẽ đứng sau chủ ngữ. Đấy, phần lớn là nó sẽ đứng sau chủ ngữ. Ví dụ câu I believe her because she always tells the truth. Rồi, và động từ đâu? Động từ đứng sau ai này? Và động từ đứng sau tells này. Còn cái từ always thì chẳng qua nó là một tạm từ tần suất, là thêm vào thôi, không quan trọng. Động từ đứng sau chủ ngữ hoặc đứng sau cái trạng từ tần suất, rất dễ thôi. Tính từ. Tính từ thì nó đứng trước danh từ như ví dụ ở ban đầu nói. Thêm ví dụ này, Sơn Tùng is a famous singer. Thì ở đây chúng ta thấy sau là danh từ rồi, mà danh từ có singer là danh từ chính. Thế còn từ famous đứng trước danh từ singer để bổ nghĩa thêm cho danh từ. Và vậy chúng ta có cái famous này, chúng ta gọi nó là tính từ. Sơn Tùng là một ca sĩ như nào? Một ca sĩ nổi tiếng. Sau các động từ liên kết vừa nói rất kỹ ở phần vừa rồi rồi. Rồi trong các cấu trúc với cấu trúc này mình đã học này từ xưa rồi. To to, enough to, so that. Đấy, thì những cái cấu trúc đấy thì nhớ lại những cấu trúc đấy thì toàn là phải dùng với tính từ hoặc trạng từ đúng không? Hoặc là những cái cấu trúc như là làm cho ai đó như thế nào đó là make somebody cộng tính từ hoặc keep somebody cộng tính từ. Rồi cấu trúc nhận thấy như thế nào đấy khi làm việc gì. Đấy, find it tính từ to verb này. Thế đây có lần lượt các cái ví dụ cho cái những trường hợp đấy. Ví dụ cấu trúc làm cho ai đó như thế nào đó thì nó có she makes me happy. Đấy, cô ấy làm cho tôi vui vẻ, hạnh phúc đấy. Đằng sau make này là tân ngữ và sau đó đến tính từ. Rồi một cái câu với từ enough vừa rồi cô nói từ enough thì ví dụ đủ cái gì đó thì mình sẽ dùng danh từ đứng sau enough đúng không? Nhưng mà bây giờ nói đủ như thế nào, đủ cái gì, đủ như thế nào đó thì là tính sẽ dùng mình tính từ. Và tính từ thì không đứng sau enough mà phải đứng trước enough. Chú ý cái từ enough, rất chú ý từ enough. Danh từ thì phải đứng sau enough và tính từ thì phải đứng trước enough. Mature là trưởng thành, chín chắn. Đấy, nó là một tính từ. Câu này ý là gì? Cô ấy không đủ chín chắn để quyết định cái vấn đề này. She isn't mature enough to decide this matter. Rồi tiếp theo tính từ được dùng dưới các dạng so sánh. Thì so sánh mình vừa mới học xong thì so sánh có sánh so sánh bằng, so sánh hơn, so sánh nhất. Thì các vị trí của cái tính từ đấy nó như thế nào thì mình đã học rồi. Ví dụ có more với than đây thì là dạng so sánh hơn đúng không? Giữa more than sẽ phải là một tính từ hoặc trạng từ. Trong trường hợp này nó là gì? Expensive tính từ. Vì sao? Vì vẫn như cái cơ bản cô vừa nói là so to be thì phải dùng với tính từ. Rồi tính từ dùng trong câu cảm thán. Câu cảm thán thường là lời khen đúng không? Thì cái hai cái câu cảm thán phổ biến cho lời khen đó là bắt đầu với how hoặc bắt đầu với what. How ngay sau how sẽ là tính từ. Đấy, sau đó đến mệnh đề. So what sẽ là một cụm danh từ. Cụm danh từ thì có hoặc
có thể có ơ ân này, cụm danh từ đấy sẽ có danh từ chính đằng sau và tính từ đằng trước đấy. Ví dụ khen cô ấy xinh quá đấy, thì chúng ta có hai cách, một là how beautiful she is, beautiful tính từ đặt sau how này, hoặc là đó là một cô gái đẹp quá đấy, what phải a beautiful girl. À, chú ý với các loại tính từ thì cái này đã học ở lớp 10 này, the cộng với tính từ mà nó để chỉ một nhóm người ấy, thì nó không cần danh từ đằng sau. Đấy, ví dụ những người bị thương, the injured, những người trẻ, the young, những người bị thất nghiệp, the unemployed, vân vân, rất nhiều. Cái này học rồi, tự xem lại. Quay lại với cái ví dụ vừa rồi, là cái ví dụ đầu tiên lúc cô đưa ra, social distancing is one of the best measures against coronavirus. Thì ở đây mình sẽ xác định cho cô xem là đây là cái loại từ gì cần điền vào đây đã. Ở đây tôi có the best. The best là so sánh nhất rồi đúng không? Vậy thì có thể có cái danh từ đằng sau. Nhưng mà đừng vội cho danh từ vào đây, mà mình phải xem tiếp đằng sau này còn có từ measures lại là một danh từ rồi. Thế thì ở chỗ này có phải là danh từ nữa không? Không, chỗ này sẽ phải là một tính từ. Vì sao? Ở đây này, tính từ sẽ được đặt trước danh từ. Đấy, để bổ nghĩa cho cái danh từ đằng sau. Vậy tính từ là một trong mấy đáp án này thì đâu là tính từ? Thì cái này tí nữa mình sẽ nghiên cứu tiếp nha. Chỉ cần biết ở đây là mình cần một tính từ vào đây. Loại sau đó là loại trạng từ. Thì cô cũng vừa nói qua rồi. Tính từ thì bổ nghĩa cho động từ to be. Đấy, hoặc đứng trước danh từ bổ nghĩa cho danh từ. Nhưng trạng từ thì sao? Trạng từ thì nó sẽ đứng nhiều vị trí nhưng mà nó là bổ nghĩa cho động từ thường. Động từ thường, chú ý nhé. Ví dụ trạng từ thì từ seldom là một trong những trạng từ chỉ tần suất, nó cũng là trạng từ, thì trạng từ này cái vị trí của nó thì nó thể đứng đầu câu hoặc nó có thể đứng ngay sau chủ ngữ rồi mới đến động từ thường. Đấy, I seldom get up early. Ví dụ tiếp là anh ta có thể chạy rất là nhanh, thì chạy run là một động từ rồi. Thế còn nhanh là quick, nhưng mà quick chỉ là tính từ thôi. Mà bây giờ mình dùng cái run là động từ thì phải dùng quickly là trạng từ, yeah. Bởi vì chỉ có trạng từ mới bổ nghĩa được cho động từ thôi, nên đây sẽ là quickly. Trạng từ còn thể có thể đứng ở giữa trợ từ và động từ thường. Đấy, trợ từ ví dụ như cái câu hiện tại hoàn thành chẳng hạn, hiện tại hoàn thành thì chúng ta có cái câu trước là have has rồi phân từ hai. Nên nếu mà có một cái trạng từ để bổ nghĩa thì mình sẽ đặt trạng từ đấy ở đúng giữa của trợ từ have với lại phân từ hai đấy, chứ không được đặt ở đằng sau này mà cũng không đặt ở đằng trước như thế này. Đấy, vị trí đúng giữa nhá. Kể cả ở trong câu bị động cũng vậy. Trong câu bị động thì mình có to be với phần thứ hai đúng không? Thì cái trạng từ là mình sẽ đặt giữa to be với phần thứ hai. Trạng từ bổ nghĩa cho tính từ. Bổ nghĩa cho tính từ mà có thể là những cái từ nhấn mạnh mức độ bổ nghĩa thêm cho tính từ. Cái bước thứ hai khi làm bài tập về loại từ thì mình sẽ phải nhận biết được đâu là một trong cái loại từ danh động tính trạng. Những cái hậu tố để giúp mình nhận biết được đâu là danh từ. Đấy, trong trong cái bảng này thì cô cho rất là nhiều rồi, nhưng thực ra là nó vẫn chưa đủ lắm đâu. Có một số những cái hậu tố mà ít dùng đến thì thôi cô không nói đến. Chúng ta chỉ cần biết được gần này hoặc là phần lớn gần này là được. Ví dụ những cái hậu tố dùng nhiều nhất đối với danh từ đó là hậu tố should và ation, gặp rất nhiều đúng không? Conservation, prevention. Hậu tố cũng dùng khá nhiều nữa là mình, development, employment, vân vân. Hậu tố needs, những tính từ thêm needs để thành danh từ như richness, happiness, business. Rồi cái hậu tố mà có cái đuôi y dài thì chúng ta có những cái đuôi danh từ có đuôi y dài đó là t, g, v, c và có thể là re. Đấy.
ví dụ như possibility, beauty, vân vân. Nuôi sheep, friendship, scholarship, vân vân. Đuôi age này thì chúng ta sẽ phải đọc cái đuôi này là each. Ví dụ từ tiên teenage, marriage, passage, package, drainage. Rồi cái đuôi ism. Ism cũng không gặp nhiều lắm nhưng mà cũng có, ví dụ như trong một cái bài số 8 có cái từ terrorism, đúng không? Terrorism là chủ nghĩa khủng bố, cái đuôi ism này là mang cái tính là chủ nghĩa. Đuôi ins thì có hai dạng đây. Ví dụ như entrance, importance, appearance, convenience. Đuôi al, đuôi al rồi sao chúng ta sẽ thấy là đuôi al nó gặp gặp trong hai trường hợp. Một, nó là đuôi của danh từ, hai, nó là đuôi của tính từ. Thì nói luôn với các em là cái đuôi al là chủ yếu là đuôi tính từ. Thế còn đuôi danh từ cũng có nhưng mà rất ít thôi, thì mình học đúng bốn từ này cho cô. Học riêng bốn từ này ra, đó là đuôi al là đuôi danh từ, đó là từ refuser, arriver, remover và survivor. Và cái đuôi danh từ tiếp theo là đuôi chỉ người, rất nhiều đúng không? Ít nhất là năm cái này. Thì có cái đuôi mà chúng ta gặp nhiều nhất, đó là đuôi elder, teacher, speaker. Đấy, hoặc là đuôi order, inventor, instructor. Hoặc đuôi est, biologist, chemist. Đấy. Hoặc là đuôi int, accountant, assistant. Đuôi e, employee, interviewee. Đấy là cách nhận biết của danh từ. Tiếp theo, làm sao để biết một từ là tính từ? Thì phần lớn nó có những cái đuôi như sau. Đuôi phổ biến của tính từ là đuôi full. Ví dụ như từ harmful là có hại. Đấy. Use, useful, successful, helpful, hopeful. Rồi đuôi thứ hai là đuôi list. Đuôi list này là đuôi ngược lại với đuôi full, ngược lại về nghĩa. My list, home list, care list, tree list. Đuôi nhận biết tính từ nữa là đuôi us. Poisonous, nervous, dangerous, famous. Đuôi y, vừa rồi cũng nói đến đuôi y của danh từ. Nhưng đuôi y tính từ thì nó không phải những cái từ như t, g, phi, c, mà nó rất cũng dễ dễ nhận ra với đuôi y tính từ thôi. Bởi vì là chúng ta biết những cái từ này rồi, rain, danh từ rain là mưa đúng không? Rainy là có mưa, snow là tuyết, snowy có tuyết, dust là bụi, dusty là nhiều bụi, sand, cát, sandy là nhiều cát, wind, gió, windy là nhiều gió. Cái này là khá dễ nhận ra, đó là tính từ, từ những cái từ quen thuộc này. Đuôi tính từ nữa là đuôi ly. Bình thường đuôi ly thì dùng cho trạng từ nhiều, nhưng có một số trường hợp đuôi ly là đuôi tính từ. Ví dụ từ manly, motherly, yearly, hourly, daily, friendly. Tiếp đuôi al, cô vừa nói là đuôi al là đuôi chủ yếu của tính từ. Phần lớn những từ có đuôi al là tính từ. Ví dụ như industrial, natural, agricultural, musical, rất nhiều. Đuôi ish, đuôi eve, đuôi ik, đuôi able. Và đuôi ed với đuôi ing là cái đuôi mà mình cần phải đặc biệt lưu ý với đuôi ed và đuôi ing. Tính từ đuôi ed với tính từ đuôi ing nó có sự khác biệt về về cái cách dùng. Ví dụ như từ bored, boring đều có nghĩa là chán, nhàm chán, nhàm chán, đúng không? Nhưng mà bored thì dùng cho cái cảm giác suy nghĩ của một ai đó. Ví dụ tôi chán, I am bored. Nhưng mà ví dụ nói cái việc gì đó hoặc cái gì đó thì rất chán thì lại dùng boring. Ví dụ như bộ phim rất chán, the film is boring. Thì cái này đã học ở lớp 10 rồi. Đấy là về tính từ. Thế còn động từ thì sao? Động từ thì cũng khá dễ nhận ra vì nó có ít đuôi thôi, nó có ít khẩu tố và nó có cả thêm tiền tố nữa, có một cái tiền tố và có một vài cái hậu tố của động từ. Đấy, nhưng mà cái phần lớn các cái động từ thì nó là những cái từ gốc, nó không có hậu tố thì chúng ta phải tự biết thôi. Ví dụ như từ combine, cái từ ban đầu của nó đã là động từ rồi. Agree, contract, design, vân vân, rất nhiều động từ.
Và những cái động từ mà có tiền tố and, tiền tố in, thì mình sẽ gặp là ví dụ như những cái từ có trong sách giáo khoa lớp 12 ở bài 10 này, từ endanger. Danger là danh từ nguy, sự nguy hiểm. Chúng ta thêm tiền tố in vào thì nó trở thành động từ endanger, gây nguy hiểm. Rồi những từ khác, hoặc là nhận biết động từ bằng những cái hậu tố sau. Hậu tố cũng chữ N này nhưng đọc là ẩn nhé. Ẩn này, find này, it, eyes. Ví dụ như wide là rộng thì tính từ. Thêm ẩn vào thì nó thành động từ widen, làm rộng, nới rộng. Widen, classify, modify, vân vân. Đấy, nhận biết động từ khá dễ nhận ra nhé. Thế còn trạng từ cũng rất dễ nhận ra thôi. Bởi vì trạng từ thì phần lớn có đuôi ly. Trạng từ phần lớn có đuôi ly. Đấy, chúng ta chỉ cần một tính từ thêm đuôi ly trở thành trạng từ. Đấy, phần lớn là như vậy. Ví dụ từ tính từ hopeful, đầy hy vọng, hopefully là một cách đầy mong đợi, đầy hy vọng. Lucky là tính từ may mắn. Vậy thì luckily là trạng từ một cách rất may mắn. Happy, happily, careful, carefully, vân vân. Thế còn một số những trường hợp ngoại lệ thì nhớ riêng. Ngoại lệ đó là sao? Một số những cái từ vừa là tính từ vừa là trạng từ. Cái dòng trên đó là những cái từ mà có đuôi ly. Đấy, đuôi ly thì rõ ràng mình đoán nó luôn là trạng từ rồi. Thế nhưng mà những cái từ từ này ấy thì nó lại có thể là tính từ nữa nhá. Friendly, daily, early. Đấy, những cái từ này cũng có thể là tính từ. Thế còn cái những từ ở dòng dưới là những từ là trạng từ nhưng lại không có đuôi ly. Đấy. Ví dụ từ fast, nhanh. Không dùng fastly. Đấy, cô ấy nhanh, she is fast thì rõ ràng rồi, nhưng mà dùng động từ thường là she runs thì cũng dùng với fast thôi vì nó không có dạng fastly. Đấy. Từ hard là chăm chỉ, vừa là tính vừa là trạng. Em sẽ thấy có cả từ hardly, nhưng hardly đấy lại không mang nghĩa chăm chỉ nữa. Hardly đấy lại có nghĩa là hiếm khi, nó lại là một tính trạng từ khác nhé. Late vừa là tính vừa là trạng, là muộn. Thế còn lately cũng là trạng từ đấy nhưng mà là một trạng từ khác. Rồi từ far, pha vừa là trạng vừa là tính. Một vài những cái hay gặp thôi. Có một cái chú ý, đó là chú ý đến những tiền tố hoặc những hậu tố mang nghĩa phủ định. Thì nhớ luôn vào trong đầu là những cái tiền tố sau đây thì mang nghĩa phủ định hoặc là mang nghĩa ngược lại với cái từ gốc. Ví dụ tiền tố ăn, ví dụ từ important là quan trọng, thì cái từ này nó thêm tiền tố ăn và nó trở thành một từ ngược lại, đó là không quan trọng, đúng không? Unimportant. Tiền tố this như agreement là sự đồng ý, còn disagreement là sự không đồng ý, không đồng tình. Tiền tố in, ví dụ complete là hoàn chỉnh, hoàn thành, còn incomplete là chưa hoàn chỉnh, chưa hoàn thành. Im, moral là đạo đức, có đạo đức, thì immoral là trái với đạo đức. Rồi ear, responsible là có trách nhiệm thì irresponsible vẫn là vô trách nhiệm. Ill, legal là hợp pháp và illegal là bất hợp pháp. Non verbal là có bằng lời nói và non verbal là không bằng lời nói. Từ này học rất nhiều ở bài tập số ở unit số mấy ở đầu và đầu đầu cuốn sách lớp 12. Tiếp là cái hậu tố mà mang nghĩa phủ định, thì có một cái hậu tố mang nghĩa phủ định, đó là hậu tố least. Hậu tố least. Ví dụ từ useful là có ích. Thế còn useless mang nghĩa ngược lại là vô ích, vô dụng. Home còn nhà ở đúng không? Thì homeless lại là vô gia cư. Những cái từ này hoàn toàn chúng ta có thể đoán được nghĩa dựa vào từ gốc. Từ gốc là những từ rất quen thuộc thôi. Thì thêm tiền tố list thì mình cứ thêm cái chữ vô hoặc chữ không, không có đi. Try list.
Những cái này là những cái mà mình có thể đoán được nghĩa từ hoặc là đoán được về cái tinh thần của cái câu đấy, nó mang nghĩa phủ định, mang nghĩa tích cực hay mang nghĩa tiêu cực, thì cái này là giúp chúng ta rất là nhiều đấy. Bây giờ chúng ta sẽ làm những cái bài tập sau khi tìm hiểu về hai cái bước vừa rồi, thì bây giờ mình làm bài tập luôn. Câu đầu tiên chính là câu 1, câu 2 chính là câu mà cô đưa ra phần đầu. Social distancing. Tiện thể cô giới thiệu luôn cái từ này. Từ này có nghĩa là cách ly xã hội, cách ly toàn xã hội hiện giờ chúng ta đang thực hiện đấy. Social distancing is one of the best. Đấy. Vừa nãy chúng ta đã xác định được là cái chỗ trống này là tính từ đúng không? Bởi vì sau mình có danh từ thì cần tính từ bổ nghĩa cho cái danh từ này. Thế thì vừa mới học các cái đuôi để nhận biết danh động tính trạng rồi. Bây giờ chúng ta sẽ có thể chọn được một cách dễ dàng. Đó là đuôi nào là đuôi tính từ trong những đuôi này? Đó là đuôi if. Đuôi if là đuôi tính từ. Nên đáp án chọn C. Cho nên với câu này mình có cần dịch không? Không hề cần dịch. Mà chỉ cần nhận biết được những cái mà cô vừa nói. Và nhận biết là cái đuôi này. Đuôi if là đuôi tính từ. Thế còn cái câu số 2 là cái câu có trong đề minh họa đấy. Và câu số 2 nó đến chỗ này chúng ta đọc là have to find it hard. Nhận thấy rất là khó. To để làm gì đó. Cái này cũng là liên quan đến cái cấu trúc mình học, là cô cũng vừa nhắc đến, đó là cái cấu trúc nhận thấy cái gì đó như thế nào đấy để làm gì. Thì đây sẽ là to verb. Đấy, vậy mình thấy to ở đây thì mình nhớ là cái cấu trúc này đi với to verb. Thì đây sẽ là động, động từ. Thế thì trong bốn đáp án này, với những cái đáp án này thì mình nhận ra được đâu là động từ không? Hoặc là có nhìn thấy cái đuôi nào đuôi của động từ không? Đấy, riêng về xác định động từ thì đừng tìm cái đuôi vội, đừng tìm cái đuôi động từ vội mà hãy loại trừ đi. Ví dụ như đuôi should là danh từ loại trừ ý B, đuôi is đuôi trạng là tính từ loại trừ ý C, và đuôi ly thì là đuôi trạng từ loại trừ ý D. Vậy thì suy ra nó là cái từ gốc là từ decide, à, đâu có cần phải dịch. Đúng không? Câu 3. Câu 3 chúng ta thấy a lot of là lượng từ đúng không? Rất nhiều cái gì đó. Vậy sao a lot of là danh từ? Nhưng có phải là danh từ đây không? Không phải. Mà danh từ nó là cái danh từ đã có đây rồi. Job là danh từ rồi. Vậy thì trước danh từ sẽ phải là gì? Là tính từ. Tính từ để mô nghĩa cho danh từ giống như cái câu 1 này này. Có danh từ đằng sau rồi thì trước phải là tính từ. Rồi, tính từ. Vậy tính từ thì lại đuôi gì? Đuôi if tiếp. Nãy giờ mình đã gặp những từ toàn là có đuôi if là đuôi tính từ đúng không? Các bạn A. Câu 4. Câu 4 chúng ta thấy có very. Very là trạng từ rất, rất gì đấy. Thì sau very, nó có thể là trạng từ, có thể là tính từ. Nhưng mà đây dựa vào đâu để biết trạng hay tính thì lại phải dựa vào cái động từ này này. Is. Đấy, động từ to be thì sao động từ to be mình sẽ dùng với trạng hay tính? Sẽ dùng với tính từ. Mà tính từ đâu? À, tính từ là từ có đuôi for hoặc đuôi list. Vậy thì là có cả A với B để lựa chọn, thì câu này thêm một bước nữa khó hơn một chút. Đó là mình sẽ phải quyết định là A hay B. Thì vừa nói rồi, đuôi for với đuôi list là đuôi hoàn toàn ngược nhau. Đuôi list là đuôi mang nghĩa tiêu cực, mang nghĩa ngược lại với từ gốc. Đấy, useful là hữu ích và useless là vô ích. Thế thì mình lại phải xem câu này. Đến câu này thì gần như mình cũng phải dịch hoặc là xem những cái từ khóa. Câu này có information technology. Information technology là công nghệ thông tin rồi. Công nghệ thông tin thì rất là gì với cuộc sống chúng ta? Rất là hữu ích rồi. Câu này trong tầm tay. Câu 5. What are the? The thì sau the là danh từ rồi. Ở đằng sau này không có danh từ nữa thì đây rõ ràng phải là một danh từ. Danh từ đâu? Từ chúng ta thấy từ gốc là từ defer, vậy defer là nó là động từ rồi, không phải. Trong cái đuôi tờ này, đuôi ins ở đâu danh từ? Danh từ là đuôi ins.
Ý C cũng có đuôi ends, ý D cũng có đuôi ends. Nhưng ý D khác ý C là nó thêm đuôi s là số, số nhiều, danh từ số nhiều và danh từ số ít. Thế thì chọn nhiều hay ít thì lại phải xem câu này dùng cái gì liên quan để mình nhận ra không. Ở câu này có từ are, động từ to be là are chứ không phải is. Đấy, cho nên là are phải dùng với số nhiều, differences, sự khác biệt, những sự khác biệt. Câu 6 là sau the, lại sau the lại là danh từ, đằng sau là to verb này. Đây rõ ràng là danh từ. Danh từ. Thế đâu là danh từ trong 4 đáp án này? Câu này thì mình đã biết từ free là miễn phí hoặc là thoải mái, tự do đúng không? Nó là tính từ nên không được. Mình phải chọn danh từ. Thế thì đâu là danh từ trong những cái đuôi này không có cái đuôi ly này, trạng từ bỏ này. Đuôi đi không phải danh từ bỏ. Thế thì chỉ còn ý B nữa thôi, mặc dù cái đuôi đùm này cô chưa nhắc đến ở phần trước. Nhưng mà chúng ta loại trừ ba đáp án kia thì còn đáp án này thôi. À, nói thêm với các em là đuôi đùm cũng là một trong những đuôi danh từ. Đấy, ít gặp nên cô không cho vào. Câu 7 dài dằng dặc nhưng mà đây có A. Động từ to be, sau động từ to be, dùng tính từ. Cứ đơn giản như thế thôi nhé. Thì trong bốn đáp án này tính từ là từ có đuôi able. Đáp án B. Đáp án B có đuôi able. Câu 8. Chưa cần đọc nhiều, đọc cái chỗ mình cần làm đã. It is chấm chấm thì it is chấm chấm sau động từ to be thường là tính từ. Relax là động từ, là duration là danh từ không phải này. Vậy ý C hoặc D, đuôi ing hoặc đuôi ed cũng là những cái đuôi tính từ. Từ này khá quen thuộc, relax là học sinh hoặc relax là dễ chịu, thoải mái. Thế nhưng mà đuôi ing hay đuôi ed lại phải xem là cái chủ ngữ này nó là người hay vật, nó nói tính chất vật hay là nó cảm xúc của người. Cái it is thì rõ ràng là vật rồi, là cái thứ gì đó rồi thì phải dùng với ing. Đáp án C, tính từ đáp án C. Câu này muốn nói it is relaxing, là it đây là cái listening to music ấy. Đấy, nghe nhạc thì rất là thoải mái, rất là thư giãn ấy. Câu 9. Sau giờ danh từ. Danh từ đâu? Danh từ có đuôi ins. Nhưng ở đây lại có những hai đáp án như vậy, mình đừng chọn vội, mình sẽ phân tích tiếp. Ý C, ý D đều là danh từ. Nhưng ý D có thêm in ở đằng trước. Cô vừa nói rồi, in là một trong những tiền tố làm cho nghĩa của từ gốc mang nghĩa tiêu cực hoặc mang nghĩa phủ định. Thì đây ví dụ như cái từ convenience với inconvenience mình chưa biết nghĩa thì mình cũng vẫn có thể đoán được câu này bằng cách thì xem có từ gì quen thuộc nào. Apologize, từ này rất quan trọng trong câu này và cũng rất quen thuộc của em rồi. Apologize là xin lỗi đúng không? Anh ta xin lỗi vì cái gì đó. Chắc là nó phải là một cái từ liên quan đến cái nghĩa tiêu cực rồi, mang cái nghĩa phủ định hoặc nghĩa tiêu cực rồi đúng không? Vậy thì mình chọn ngay cái đáp án D là dù chưa biết nghĩa. Thì cái từ convenience nếu bạn biết nghĩa rồi thì cũng càng tốt thôi. Convenience là sự thuận tiện và inconvenience ngược lại thì mình sẽ suy đoán ra ngay nghĩa của nó là sự bất tiện. Đấy. Anh ta xin lỗi vì sự bất tiện mà anh ta đã gây ra. Câu 9. Cô dịch để cho hiểu rõ hơn thôi. Thế thực ra là câu 9 không cần dịch mình vẫn đoán được. Câu 10. Scientist là chủ ngữ rồi nhá. Đầu câu chủ ngữ này. Thế đằng sau mình đã thấy động từ chưa? Không có động từ đúng không? Vậy câu này thiếu động từ đứng sau chủ ngữ. Thiếu động từ. Trong bốn đáp án dài dằng dặc thế này thì mình có thể chọn ngay cái đáp án gốc của nó này. Thường là những cái từ mà không từ gốc gốc của nó thường là động từ hoặc danh từ, trong đáp án này defer là động từ luôn, chọn defer. Thực ra là đây cũng là một động từ nữa đấy, IC này, differentiate, đuôi s cũng là đuôi động từ mà. Thế thì đến câu này không dễ dàng như vậy đâu. Câu này thì mình phải phân tích hai cái đáp án này nhá.
Câu này thì bạn nào phải biết cái từ này rồi thì mình biết này. Differentiate là phân biệt. Ví dụ là phân biệt giữa cái gì với cái gì, differentiate between cái gì đó, giữa cái gì với cái gì. Nhưng mà câu này là không có between gì cả đúng không? Câu này sẽ vẫn đơn thuần là đáp án B thôi, differ là khác nhau. Đấy. Các nhà khoa học khác nhau về ý kiến, về quan điểm vân Câu 11 là một câu có what và dấu chấm than, thì đây là một câu cảm thán. Nhớ lại câu cảm thán cô vừa nói có hai cấu trúc đấy, thì với what sau what sẽ là một cụm danh từ. Cụm danh từ đấy sẽ bắt đầu với ơ ân nếu như nó là danh từ số ít. Chúng ta thấy có story là danh từ số ít đúng không, thì mình sẽ cần phải có ơ hoặc ân, và trước story sẽ là tính từ bổ nghĩa cho story, đó là exciting. Đấy, đáp án chúng ta sẽ là ơ ân tính từ và danh từ. Đấy, mà ân ở trước exciting thì quá đúng rồi, yeah luôn. Đấy, cấu trúc này. Yeah. Câu 12. Câu 12 chúng ta thấy rõ so that không cần phải dịch, đúng không? Giữa so that, đây là cái cấu trúc quá đến nỗi mà đúng không? Thì giữa so that là tính hoặc trạng mà thôi. Thế nhưng mà tính hay trạng thì phải phải xác định cho rõ, vì đây là to be. Cho nên là đằng sau to be phải là tính chứ không được trạng. Thì bốn đáp án mình sẽ chọn ra cái nào là tính. Ở đây lại có hai tính từ hoặc hai trạng từ nhá. Đáp án cả hai tính từ là đáp án không có đuôi ly, đáp án D. Clear and warm. Câu 13. More than so sánh hơn. Mà so sánh hơn thì giữa so, more than sẽ là tính hoặc trạng. Và đây lại to be, lại là tính từ thôi. Tính từ nào, đuôi ice là đuôi động từ sai, đuôi x đuôi tính từ, nhưng mà xr này thì lại là danh từ nhá, không vậy cô chưa liệt kê đâu đấy. Đuôi xr là danh từ loại trừ, đuôi ly loại trừ, chỉ còn đuôi al là đuôi tính từ, đáp án C. Câu cuối cùng trong bài ngày hôm nay mình cứ để ý cái từ gần với cái chỗ trống đã nhé. There teacher, there sau đây là danh từ teacher rồi, thế có cần thêm gì đằng sau nữa không? Giáo viên của họ, thế danh từ này đủ rồi, không cần thêm gì nữa. Thế thì cái chỗ trống này không liên quan đến their teacher rồi, bỏ qua their teacher, để ý chỗ khác. Thực ra thì nếu không liên quan đến their teacher thì mình có thể nghĩ được ra ngay là cuối câu thường dùng được cái gì. Cuối câu có thể dùng gì? Trạng từ. Cô nhầm, ở đây mình phải ghi là trạng từ nha, không phải tính từ mà trạng từ ADV, được chưa? Nó phải là trạng từ. Thế thì trạng từ thì đâu, đâu là trạng từ? Có đuôi ly là đuôi trạng từ, thế thôi, đây không phải trường hợp đặc biệt gì cả, chọn luôn ý B. Đấy. Vậy thì cô đã vừa chữa cho các em những đến 14 câu về bài tập loại từ loại này. Chúng ta đã hiểu chưa? Và sẵn sàng làm những bài tập tiếp theo chưa? Với cái đề minh họa cái câu, quay trở lại cái câu 1 vừa rồi. Với đề minh họa cái câu 1 và cái câu thứ hai vừa rồi ấy, thì nó khá là thuộc dạng dễ. Dạng dễ. Đây câu này, many twelfth graders. Đấy, thuộc dạng dễ bởi vì là mình có thể đoán được cái loại từ rất là dễ dàng, không cần phải phân tích nhiều. Nên chúng ta làm với dạng câu dễ này là hy vọng các em sẽ không thể nào mà bỏ lỡ câu này. Ok, vậy là chúng ta đã kết thúc bài học ở đây. Xin chào các em.